Chào mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên mà mình gửi khuôn chậu cho khách hàng. Hôm nay là mới ngày mùng 9 thôi nha. Cho nên là mấy cái video trước á, mình up cách đây vài hôm á, anh em cứ nghĩ là mình gửi rồi. Nhưng mà thật sự là những cái video mình gửi trước Tết á, cho nên là mình up cho anh em xem. Còn bên hôm nay nè, mới là một cái đơn mà mình bắt đầu mình xuất trong năm nay. Anh em hỏi mình là đã bắt đầu làm lại khuôn chậu chưa, thì mình xin thưa với anh em là 12 này mới khai trương lại để mà làm khuôn chậu cho anh em. Anh em cứ yên tâm là do là hồi đầu năm á, hồi cuối năm á, là mình làm rất là nhiều cái khuôn chậu mình làm sẵn rồi, mình tinh chỉnh hết rồi. Bây giờ chỉ là chỉnh lại những cái gì mà nó còn phô, nó còn không có hợp lý để mà đúc thành một cái chậu thôi. Cho nên là thời gian mà sửa lại thì nó rất là nhanh. Cho nên là những anh em nào mà đặt những cái khuôn mà sẽ sớm giao cho anh em ha. Cái là 29 á. Khuôn này là làm trước Tết nha anh em, đừng có nói gần 3 cm. Em quay thịt heo này, đảm bảo.